Hello mọi người, tôi thấy có một món đồ chơi này rất là hay nè nha. Bữa hổm mình có hỏi mọi người đó cái nhạc nào dành cho mèo, mọi người chỉ cho mình mấy cái nhạc thư giãn dành cho mèo ở trên YouTube đó. Mà không biết khi mà mình quay nó rồi mình đăng lại trên YouTube có bị đánh bản quyền hay không nữa. Tại vì mình sẽ quay cái âm thanh đó rồi quay cái biểu hiện của nó như thế nào. Mà bữa nay mình thấy có món đồ chơi này cũng hay nè. Cái này nó giống như là cái nhạc cụ mà mình tự tạo vậy đó. Nó có hiện số lên cho mình đánh nha. Mình nghĩ cái này chắc chắn 100% sẽ không có bị đánh bản quyền đâu. Nè mọi người xem nè, cái này nè, tạo ra âm thanh rất là êm tai nha. Mình đang hỏi giá người bán đó, nếu mà nó không quá mắc thì mình sẽ mua về mình cho con mèo nghe nha. Để không có làm phiền người khác, mình sẽ che cái tên shop lại nha mọi người. Cái âm thanh này nghe nó rất là êm tai với nhẹ nhàng nha. Với lại mình tự tạo nữa, có thể là không bị đánh bản quyền đâu. Mọi người nghĩ coi có bị không? Mà đang hỏi giá đó, ổn thì mình sẽ ghim về nha, cho mấy con mèo nghe thử. Có ai đã từng dùng cái này chưa? Nếu dùng rồi thì để lại comment giùm mình nha. Nè, nó có mấy cái số này nó dạy mình đánh nữa nè. Đánh theo số là tạo ra một bài nhạc luôn nha. Rồi bye bye mọi người. Bye bye mọi người đi. Bye bye, bye bye, bye bye mọi người đi. Đó, đại ca bye bye mọi người đó, thấy chưa?